Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Con game này càng ngày càng ít người chơi, thế mà đã ít người chơi rồi chúng nó còn lừa đảo nữa anh em ạ. Vừa qua có một cái vụ lừa đảo rất là chấn động ở trong cái cộng đồng Auto Chat mà có thể là các anh em ở trên kênh tôi vẫn chưa biết đâu. Đấy, nên là tôi cũng xin được cảnh báo các anh em luôn là đợt này nó có cái kiểu lừa đảo rất là tinh vi mà còn ở trên một cái trang fanpage, một cái nhóm. Mà phải nói là cái nhóm đấy nó đã tồn tại được phải đến 5 năm rồi đấy, từ những cái ngày mà đầu tiên xuất hiện cái trò này đến bây giờ đấy. Và không ai ngờ được lại có cái người lừa đảo là đóng vai là admin ở trong cái trang đấy. Đấy, đóng vai là cái người kiểm duyệt. Thường thì nếu mà là admin hay kiểm duyệt ở một cái trang nào đấy thì rất là uy tín. Đấy, và khi mà người ta lên trên nhóm, người ta phát động phong trào thì có rất nhiều anh em là cũng muốn là cái phong trào Auto Chat nó được lan rộng hay là nó được vực trở lại. Đấy, vực lại cái nền Auto Chat của Việt Nam chẳng hạn. Thì có rất nhiều anh em là cũng muốn cái điều đấy thì hưởng theo thôi. Cái này nó là cái sự hưởng ứng rất là bình thường. Mà tôi nếu mà tôi có thể đóng góp được một cái gì đấy thì tôi cũng sẽ hưởng ứng. Đó. Thì một cái ngày đẹp trời thôi, tự nhiên có một người nói là chi ra 5 triệu để tổ chức giải. Đấy, và hô hào các anh em là cùng tham gia giải đấy. Tuy nhiên là để cho là cái giải đấy nó tổ chức êm đẹp, tăng cái phần trách nhiệm của mỗi người thì là có yêu cầu là mỗi người đóng góp là 50k. Đấy, 50k vào để coi như là có trách nhiệm với cả giải. Thi đấu không có bỏ giải, thì tôi thấy nó cũng là bình thường, đúng không? Rất là bình thường. Thì mọi người cũng đăng ký, cũng đóng 50k để vào giải thôi. Thế nhưng mà ai ngờ đâu, đấy cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy cái tờ 50k đấy. Thật sự là quá dã man luôn. Khi mà đăng cái bài lên này, rồi có nói là bỏ ra 5 triệu để tổ chức giải để ủng hộ cộng đồng này, nghe thì có vẻ là cũng đại gia đấy, cũng là rất là hào phóng đúng không? Nhưng có phải đâu, chỉ là coi như là một miếng mồi ngon thôi, một miếng như phô mai đứng ở trên chiếc bẫy chuột thôi. Rất là đơn giản, rất nhiều người cắn phô mai coi như là dính bẫy, nộp tiền vào để tham gia giải, để chơi, giao lưu. Hay là cái mục đích của một vài người là giật cái giải đấy với một cái số lượng tiền lớn. Thế nhưng mà đâu, có thấy giải đâu. Đấy, nộp tiền vào rồi cứ chờ đợi thôi, ngày này qua tháng khác, đến hẹn thì vẫn chưa thấy là tổ chức giải, chưa thấy danh sách thi đấu giải đâu. Chỉ biết là danh sách là 24 người đăng ký, và 24 ông đấy là chắc chắn là mất tiền rồi. Đấy, giải thì không thấy tổ chức, và tiền thì đã mất, lộp cho admin. Mà thậm chí là còn không phải admin, chỉ là một cái người kiểm duyệt thôi. Tôi nói thật chứ, lừa đảo bây giờ là quá tinh vi luôn. Thực ra khi mà đọc cái post đầu tiên ấy, không ai nghĩ là lừa luôn. Bởi vì cái post đấy nó rất là kiểu, nó rất là thấy có tâm ấy, có tâm với cả cộng đồng ấy. Đọc rất là có tâm luôn, là muốn là lâu lâu rồi chưa có một cái giải nào đấy để có thể là nâng cao cái phong trào của Auto Chat lên. Đấy, rồi tôi xin là coi như là đóng góp 5 triệu để tổ chức giải. Anh em đăng ký đi, em đăng ký vào thi đấu. Nghe cũng có vẻ như là hợp lý đấy. Đấy, sau đấy thì một thời gian thì cũng cái người đấy cũng đóng vai trò là cái người kiểm duyệt, thì cũng up rất nhiều những cái bài liên quan đến Auto Chat. Kiểu như là chia sẻ meta mới ấy, phải chơi cái gì này, rồi phải sửa như nào để cho nó hay hơn này, các thứ. Hay chia sẻ các cái đội hình đang khỏe ở cái thời điểm hiện tại. Đấy, rồi update thì cũng chia sẻ cái nội dung update, làm cho anh em có cảm giác là đây là một cái người rất là đáng tin. Và có vẻ như cái người này sau một cái quá trình mà bỏ game ấy thì đã quay trở lại, và muốn là cái cộng đồng này nó cũng sôi động lên, kiểu như thế. Nhưng mà có phải đâu, tất cả nó chỉ là phông bạt hết anh em ạ. Quá dã man. Đây nó cũng là cái bài học cho rất nhiều anh em là đừng quá tin. Đấy, khi mà một cái người mà hoàn toàn anh em không biết tự nhiên xuất hiện đấy, và đưa cho anh em một cái giải đấu lớn để cho anh em tham dự, thì thực sự đấy nó là một cái gì đấy mà nó rất là sai luôn. Bây giờ nghĩ lại thì thấy là nó hơi sai. Không ai tự dưng ra bỏ ra 5 triệu để tổ chức giải cả, nó phải có mục đích của nó. Đến cái giải của Dorado do chính nhà phát hành sản xuất tổ chức mà rồi cũng chỉ đến 5 triệu thôi. Thế mà ở đây một cá nhân
một cá nhân mà mới quay trở lại game mà bỏ ra 5 triệu tổ chức giải, tôi thấy nó rất sai luôn. Đấy, nó rất sai. Nó không đúng, nó không giống bình thường. 5 triệu ở cái thời điểm hiện tại nó là một cái khoản tiền lớn. Đấy, với cái tình hình kinh tế như hiện tại thì rõ ràng 5 triệu có thể nó sẽ là một cái tháng lương của một cái người lao động bình thường. Thế mà họ bỏ ra 5 triệu để họ tổ chức. Tôi thấy nó rất là phi lý. Đấy, và tổ chức ở đây là hoàn toàn là không có thông qua một ai, không có gì cả, mà tự vào cộng đồng xong rồi tự post lên với danh nghĩa cá nhân tổ chức, và hoàn toàn là một cái người là xa lạ. Thế mà anh em cũng tin được. Đấy, tôi có cậu em là tham gia cái giải, đăng ký tham gia giải. Thực ra ấy, mất 50k nó không cay. Nó không hề cay. Mà cay ở đây là lớn đầu còn bị lừa. Rất cay luôn. Bản thân cái người mà bị lừa ấy, cái thằng em tôi ấy, nó cũng là một cái người mà cũng vào thương trường kinh doanh là cũng lâu năm rồi. Đấy, cũng là cái người mà kinh doanh. Đấy, chứ không phải là cái kiểu là sinh viên hay là mới ra trường bỡ ngỡ bị lừa đâu. Đấy, chủ doanh nghiệp kinh doanh hẳn hoi mà vẫn bị lừa. Cái cay ở cái chỗ đấy. Đấy, mình như là kinh nghiệm là xương máu rồi, trải qua chiến trường kinh doanh rất là lâu rồi mà vẫn bị lừa. Thề. Đấy, cay đâu cái chỗ đấy anh em ạ. Đấy, và tôi cũng xin hôm nay được chia sẻ cho anh em cái vấn đề này để cho anh em có thể nắm được, và sau này anh em không bị lừa những cái kiểu lừa như thế nữa. Có, tôi nghĩ là cái thằng ấy sau khi nó lừa được ở trong cái cộng đồng AutoChat Việt Nam thì nó lại đổi tên thôi. Thực ra tôi cũng chả nói tên ở đây làm gì cả, bởi vì cái tên nó đổi dễ không mà. Bây giờ thay đổi tên rồi sang cái diễn đàn khác. Đấy, cũng cái bài đấy thôi. Bỏ ra 5 triệu ví dụ sang diễn đàn của Call of Duty chẳng hạn. Ví dụ thế. Rồi bảo tổ chức giải, lâu lâu không thấy anh em sôi động gì cả, xin được bỏ ra 5 triệu để tổ chức giải, anh em lại đóng 50k vào. Cứ bao giờ lừa xong hết cái diễn đàn này lại chuyển sang nhóm khác lừa thôi mà. Cái đấy nó là bình thường. Đấy, nên là cái bài này cũng để cảnh báo anh em luôn nhá. Nói chung là không có một cái đóng góp nào mà nó gọi là không có mục đích đâu anh em. Đấy, chắc chắn nó sẽ có những cái mục đích của nó. Anh em nhá. Mục đích là gì thì chỉ có cái người mà tổ chức ra mới biết. Đấy, như anh em cũng đã biết ấy, kể cả kênh tôi nhá, ngày trước là cũng có tổ chức giải. Mà giải đấy là có cái sự đóng góp của các anh em Mạnh Thường Quân. Và các anh em Mạnh Thường Quân, các anh em đóng góp vào không phải là không có mục đích. Anh em có mục đích. Đấy, mục đích là gì? Mục đích là anh em yêu quý tôi, anh em muốn làm tôi vui. Đấy. Tôi cũng muốn là cái giải nó được nhân rộng. Đấy, để cho anh em có thể, anh em có cái, thứ nhất là có cái sân chơi giao lưu, đấy là đương nhiên là cái mục đích đầu tiên. Thứ hai là gì? Kênh của tôi là phát triển. Tất cả nó đều có mục đích hết. Tổ chức giải không bao giờ là không có mục đích anh em nhá. Tôi không có làm free. Kể cả tất cả những cái số tiền mà anh em đóng góp tôi để làm giải hết thì tôi vẫn có cái lợi của tôi. Đấy chính là kênh của tôi nó được nhiều người biết đến và nó nhiều người tham gia. Kênh của tôi nó sẽ được đề xuất nhiều. Đó. Anh em thấy không? Tất cả nó đều có mục đích. Còn đây cái ông kia, anh em thấy là một cái ông mà tự nhiên xuất hiện, không có bất cứ một cái kênh truyền thông nào cả. Đấy, tự tổ chức giải. Tổ chức giải xong các ông đấm với nhau, các ông đánh với nhau, các ông ồ, rất là buồn cười. Chả nhẽ các ông lẳng lặng, các ông vào Zalo xong các ông chơi với nhau, xong các ông chia tiền. Thế thì nó rất là buồn cười. Nó không giống như là một cái giải đấu lắm. Mà cái hình thức đấy nó giống như là một cái sới bạc hơn, một cái cút tầm vào chơi sát phạt nhau. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Cũng lục tiền vào xong rồi thắng ấy ăn tất. Đấy, còn cái thằng mà nó nói là nó bỏ ra 5 triệu nó có bỏ đâu. Và bây giờ thì là coi như đớp hết. Đớp hết tất cả anh em mà lục tiền vào để mà đăng ký giải là bây giờ là mất hết. Đấy, và cái số tiền đấy là ôm thôi. Đấy, ôm xong rồi là biến mất thôi. Khi mà vào tổ chức giải ấy, tôi tổ chức rồi tôi biết nó có rất nhiều những cái thứ mà nó khó, chứ nó không dễ để có thể tổ chức một cái giải đấu đâu. Nó cần phải, thứ nhất là gì? Trước đấy phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Đấy, trước chuẩn bị trước giải này. Đấy, trong giải không phải là cứ bật lên rồi cho mấy ông vào chơi với nhau đánh nhau đâu anh em. Xong rồi là live stream nói chuyện đâu, không phải thế. Còn có những cái khâu hậu kỳ, những cái khâu như là tính điểm. Nó mất rất nhiều thời gian anh em ạ. Cái đợt đấy của tôi là có Long ấy, có anh em Long Sida Bảo Long ấy là anh em giúp đỡ
tổng kết rồi lập bảng các thứ ở ngoài, mà rồi cuối cùng là vẫn bị coi như là thiếu người ấy. Tức là đợt đấy là Dũng cũng rất căng luôn. Nó phải là một team thì mới tổ chức được, chứ còn một mình làm nó khó lắm, nó cực kỳ mệt luôn. Kể cả bản thân tôi lúc mà live stream cắt ấy, thì anh em nhớ là cái đợt trước là cắt giải cũng thế. Đợt đấy là có cả anh em gì nhỉ, A Long, là cắt cùng luôn mà. Có các anh em cắt cùng thì mới có sức mà làm, chứ còn không thể nào mà tổ chức một cái giải mà solo được. Nó rất là mệt. Mệt đến cái mức mà đến bây giờ nha, vẫn có anh em là sẵn sàng chi tiền để tôi tổ chức giải mà tôi từ chối luôn, tôi không nhận và tôi không tổ chức bởi vì nó quá mệt. Đấy, thế anh em biết là thế nào, chứ còn không đơn giản đâu. Ui, trận này chơi Fiazer à? Thiếu một Wizard nữa à? Khả năng trận này chơi Fiazer, Tabu Witcher luôn này. Bây giờ cái bộ 9 Fiazer fake ấy, nó có con Tabu nó khá khỏe. Thực sự là mấy cái update gần đây thì cái bộ Fiazer này nó được bắp lên rất là nhiều ấy. Bắp cả con cây luôn. Cây thì hồi máu được cho đồng đội nhá. Đấy, xong Tabu Witcher lên 4 đô. Có khả năng dồn đam phép thuật rất mạnh. Dồn đam phép rất là mạnh luôn. Vừa burn mana vừa dồn đam phép mà nó lại còn không tính cooldown cơ. Con Tabu này bây giờ là nó không có cooldown trưởng đâu, mà nó cứ burn được đủ coi như là 100% mana của đối thủ ấy. Đấy, thì cứ 100% mana của đối thủ thì nó sẽ tung trưởng một lần. Thế nên cái bộ này, cái lượng đam của nó gây ra bây giờ là nó khá lớn nếu mà có Tabu ở trong đội hình. Phong Vũ Tabu đây rồi, bộ rồi này. Cái bộ lé bây giờ nó cũng thay đổi cơ chế. Lé bây giờ là chỉ có những cái con Fiazer nó mới có khả năng lé tránh thôi, chứ còn những cái con tướng khác thì nó không có khả năng. Nên là càng lại phải chơi những cái con Fiazer nhiều hơn ở trong đội hình. Cây thì tăng cơ, Tabu thì gây đam. Đấy, Phong Vũ thì làm co. Phong Vũ thì có thể làm co trong cái giai đoạn mà Tabu chưa lên được 2 sao. Còn nếu mà Tabu lên được 2 sao thì Tabu làm co. Đấy, xong rồi Phong Vũ lại đợi lên 3 sao. Phong Vũ lại làm co khi mà lên được 3 sao. Nói chung là ở meta này ngoài cái bộ Shaman với mấy cái bộ như kiểu Gladiator thì cái bộ 9 Fiazer cũng là một trong những cái lineup mà chơi ổn đấy. Chơi ổn định luôn ở meta này luôn. Lại nói đến cái câu chuyện về cái vụ lừa đảo vừa rồi ấy, thì tôi cũng xin có chia sẻ như này. Anh em đừng có nghe đến những cái giải thưởng. Anh em đừng có bị mờ mắt bởi những cái giải thưởng. Giải thưởng thì nó có thể vẽ ra được, nó phông bạt được. 10 triệu, 20 triệu. Nó tất cả nó chỉ là giấy thôi, nó chỉ là cái lời nói thôi. Chả có cái gì kiểm chứng cả. Cái quan trọng ấy là cái đơn vị tổ chức nó có uy tín hay không. Và nếu mà không uy tín thì đơn vị tổ chức nó có cái gì để mà nó không lừa được không. Đấy, ví dụ như cái thằng Tuấn Cơm ấy mà nó tổ chức ấy. Đấy, mà nó dám lừa đảo thì chắc chắn là nó bay kênh. Đấy, và không tội gì mà chỉ có 5 triệu hay 10 triệu. Thực ra là cái lừa đảo này, như cái đợt vừa rồi cái thằng lừa đảo nó chỉ lừa được có 1 triệu 2. Thì với 1 triệu 2 ấy, đối với cả thằng Tuấn Cơm mà nó lấy 1 triệu 2 đấy để mà nó mất uy tín thì ấy. Lừa các anh em vào tham gia giải sau đó là ôm tiền. Thì nói thật với anh em là 1 triệu 2 ấy, nó không đáng để mà làm cái trò đấy. Đấy. Nên là chắc chắn nếu mà thằng Tuấn Cơm mà bảo anh em lộp mỗi người 50.000 vào để mà tổ chức giải ấy, thì anh em cứ yên tâm nhá. Chắc chắn là giải là nó sẽ phải có, nó không thể không có được. Đấy, nó là một cái lợ đấy anh em ạ. Nếu mà tôi có coi như là lỡ mồm tôi bảo tôi tổ chức giải thì là chết tôi rồi. Chắc chắn là cái giải đấy phải tổ chức. Đấy. Còn không tổ chức thì xác định luôn là cái kênh này nó chả còn cái gì. Đấy. Và anh em cũng đã biết đấy, bây giờ cái kênh này lượng view rất là lớn. Tôi có thể khẳng định với anh em luôn là đến thời điểm này ấy, khi sau khi mà mất một năm mà mất đề xuất thì bây giờ là quay trở lại đề xuất thì bây giờ nó là vô địch rồi. Bây giờ là không có kênh nào đang hơn view được cái kênh này đâu.
Đấy, kể cả Ze Quen là một trong những anh em mà streamer lâu năm, nhưng mà bây giờ cũng không thể nào mà có thể là vượt cái lượng view ở cái kênh này được. Đấy, kênh này bây giờ nó đã trở về cái thời điểm cách đây một năm rồi. Lượng view là nó khá là ổn định. Thu nhập là nó rất đều luôn. Đấy. Tôi chả việc gì tôi phải đánh đổi cái điều đấy để mà tôi lấy 1 triệu 2 hay là kể cả 5 triệu hay 10 triệu. Cái vấn đề là làm lâu dài. Thế nên là thứ nhất là gì, khi mà tổ chức giải đơn vị phải uy tín cái đã. Đấy. Nếu không uy tín thì cũng xác định luôn là đơn vị đấy là không dám đánh đổi để mà cái trò lừa đảo đấy thì mới được nha anh em nhá. Nếu anh em xác định là như thế thì anh em chắc chắn anh em không bị bao giờ bị lừa. Khẳng định với anh em luôn, không bao giờ bị lừa. Thực ra cái đợt lừa đảo vừa rồi nhá của cái thằng đấy là các anh em mà tôi quen nhá, là có những anh em mà bị lừa nhưng mà có những anh em là không bị lừa bởi vì các anh em rất tỉnh. Đấy. Có các anh em còn vào hẳn cái post đấy comment và anh em không đăng ký luôn. Bởi vì anh em biết là có mùi rồi, có mùi rồi. Đấy, nhưng mà cũng có những anh em là biết là có mùi nhưng vẫn là coi như là lao vào đăng ký. Bởi vì anh em xác định luôn là 50k là có thể là sẽ mất. Đấy, không đáng là bao nhiêu cả. Đấy, thì test luôn. Còn có những anh em ngây thơ là có các anh em nghĩ là cái giải đấy là sẽ tổ chức và anh em đóng tiền vào. Anh em rất là mong chờ, rất là hóng. Thì các anh em đấy là các anh em mà cay nhất đấy, sau khi bị lừa là cay nhất. Đó. Thì thôi, tôi xin chia sẻ cho anh em cái điều đó để anh em rút kinh nghiệm lần sau. Những cái lần sau anh em gặp những cái đấy, cái người mà phát động giải như thế thì anh em sẽ phải cân nhắc một chút. Anh em sẽ phải suy nghĩ một chút xem là cái giải này nó có uy tín không để mà tham gia anh em nhá. Thực ra từ trước đến nay trong vòng khoảng 1 năm trở lại đây thôi, nó không phải là một vụ đâu anh em. Đấy, có thể anh em mới vào chơi cái trò này anh em chưa biết. Ít nhất là 2 vụ. Ít nhất là 2 vụ mà tôi đã biết. Thế mà biết rồi mà anh em vẫn để bị lừa được. Quá dã man. Cái giải đợt trước mà bị lừa ấy là cũng là giải của một cái clan lớn luôn ở tại thời điểm đấy. Clan lớn tổ chức giải luôn mà. Dã man. Đấy. Có những cái bài học rồi nhưng mà nói chung là vì là mình ham ấy, mình ham nên là mình cũng sẽ khó lắm. Cái lúc mà mình ham thì mình sẽ không tỉnh táo đâu để mà mình biết được đấy là dấu hiệu lừa đảo hay không. Thực ra thì với những cái người mà lần đầu tiên mà phát động cái phong trào hay là cái giải ấy thì anh em hãy cẩn thận. Còn nếu mà những cái đơn vị mà tổ chức tới lần thứ 2, lần thứ 3 rồi thì anh em cứ yên tâm. Đấy, tôi lấy ví dụ như là bên BP, bên clan BP là họ tổ chức giải là cực kỳ uy tín. Giải ngân là chuẩn chỉ. Đấy, tổ chức tới lần thứ 2, lần thứ 3 thì đương nhiên là anh em yên tâm rồi. Những cái lần trước là ok. Đó. Ngay kể cả bản thân kênh tôi cũng thế, tổ chức giải là lên tới 3 lần. Đấy. Sau đấy là tôi không tổ chức nữa chứ không phải là anh em là không thích tổ chức giải hay là anh em không tham gia vào cái giải của tôi. Bây giờ tôi chỉ cần phát động thôi một cái thôi là chắc chắn là full slot luôn. Đấy, nhưng mà mình kiểu mình bây giờ mình cũng không ham cái đấy nữa rồi. Mình kiểu mình không thích livestream nữa rồi. Anh em thấy là tôi bây giờ tôi có livestream đâu. Ngày trước livestream thì làm mấy cái đấy thì cũng được, ok, nhưng bây giờ không livestream nữa. Nên là cái thời gian mà dành cho cái công việc này nó cũng bây giờ cũng có giới hạn anh em ạ. Sắp tới đây là tôi cũng có những cái dự án âm nhạc nó cũng khá là mất nhiều thời gian. Đấy, đặc biệt là cái album sắp tới đây của tôi. Nó sẽ là một trong những cái album mà phải nói là cực kỳ hay, cực kỳ tâm huyết, dành rất nhiều thời gian vào. Và đấy sẽ là một cái album nhạc cảm xúc nhất từ trước đến nay. Và nó là một cái album cover thôi anh em ạ. Đấy. Cover, và tôi sẽ cover những cái bài hát rất là quen thuộc. Anh em sẽ nghe những cái bài hát đó là anh em biết hết rồi. Nó là những cái bài hát quen thuộc và trong cái album đó tôi đặt rất nhiều tâm huyết. Và tôi phải dám khẳng định luôn là cái album sắp tới đây của tôi có thể nó sẽ không là cái phiên bản hay nhất, nhưng nó sẽ là cái phiên bản tạo được nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay ở trên internet. Mẹ, cái thằng Exit là khó chịu nhỉ. Ui, đánh đau thế nhỉ. Chết rồi. Còn 44 máu này. Sao yếu đấy nhỉ?
Cảm giác đội hình yếu thật đấy. Như này rồi mà phải đánh chữ thua. Thề. Trận này có cả rồng mết, Gladiator, Ego Seed. Hỏng rồi. Hỏng rồi anh em ạ. Bây giờ tôi phải kiếm cá cho vào đây. Sắp toang vào đấy. Gặp thằng 5 rồng mết mà nó 2 round thì chắc là bay màu mất. 44 máu anh em ạ. Dã man. Gặp Gladiator này. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Bây giờ nó có hai thằng mết nhưng mà nó lại vướng cái thằng Gladiator, thằng Ego Seed anh em ạ. Với cả nó lại lẻ người nữa chứ. Lẻ người nên là bây giờ là nó đang reset lại rồi. Nhưng chúng ta lại có thể gặp lại cái thằng Gladiator và chúng ta cũng có thể gặp lại cái thằng Ego Seed bất cứ lúc nào ấy. Chơi này nó hơi mạo hiểm đấy. Bây giờ chỉ có thể xác định là đỡ mất máu nhất thôi anh em ạ. Chứ còn để kiểu gì cũng chết. Để như này thì gặp mết nó đỡ sợ. Chứ còn gặp cái thằng 5 rồng 9 mết nguy hiểm lắm. Nếu mà để như này thì gặp Gladiator ấy, nó cũng không mất quá nhiều máu. Đấy, còn Feather thì chắc chắn là không ăn được rồi. Nó có cái ấy rồi, cái gậy như ý rồi anh em ạ. Có gậy như ý rồi. Thế nên là nếu mà gặp Gladiator thì chắc là để 6 cá thôi cho đỡ mất máu. Cái thằng duy nhất mà chúng ta đánh được cái bộ Feather tôi nghĩ là nó chính là cái thằng Ego Seed thôi. Còn những cái thằng còn lại ấy, Gladiator hay là mấy cái thằng rồng mết kia thì chắc là cũng phải chuyển sang là cái bộ 6 cá đấy anh em ạ. Quá đáng sợ luôn đấy. Hai thằng chơi bắn trưởng mà chưa gặp thằng nào luôn. Từ khi tôi chuyển sang 6 cá chưa gặp thằng bắn trưởng nào luôn. Bây giờ chắc là tôi không roll 3 sao được đâu anh em ạ. Khả năng là bây giờ ấy. Như này đi, lên 9. Có lẽ là tôi sẽ đẩy cấp lên. Kiếm 5 đô vào chơi thôi anh em ạ. Tầm này mà roll phong vũ 3 sao là khó rồi. Tí nữa co chắc là cho con ta bú chờ 4 đô 2 sao để gánh thôi. Phong vũ bây giờ mới có 3 con thì bao giờ mới lên được đúng không? Không thể lên được 3 sao đâu, khó lắm. Tôi xác định luôn là bây giờ chỉ có up cấp thôi. Round tiếp theo chúng ta đã gặp 2 round Gladiator và gặp Ego Seed rồi. Nên là round này chắc chắn là chúng ta sẽ gặp một trong hai thằng mết thôi. Đến cái round này là khả năng là chúng ta sẽ giữ được máu thôi. Sau 2 round nữa mới phải chuyển. Một thằng là 9 mét 3 rồng. Lên được 11 rồi. Và một thằng đang trong quá trình lên 11. Khả năng là 9 mét 5 rồng. Đây rồi. Ok. Rồi. Cắt chuôi luôn cả đã. Mèo không chơi được, không kết hợp được. Mèo thì phải bỏ cái bộ này ra, chuyển sang cái bộ khác. Chắc là không đủ lực chơi mèo rồi anh em ạ. Nghĩ trận này khó đấy, khó đấy. Bây giờ mà chuyển sang Saman thì có kịp không nhỉ? Saman nó chỉ 4 Saman kết hợp với mết đánh ở level 10. Nhưng mà đồ này lấy nó không giống đồ mết rồi anh em ạ. Khó đấy. Đồ này đánh tay Saman kẹp với cả Metalith. Đồ này chơi Metalith được.
Rồi, giải quyết xong hai thằng mết đã. Nào, tiếp theo là sẽ reset lại. Chín phe giờ vào anh em nhé. Bây giờ sợ nhất là gì? Sợ nhất là chúng ta gặp lại mết ấy. Sau hai cái round chúng ta gặp mết, chúng ta để 6 cái. Bây giờ chuyển sang 9 phe giờ để tránh cái bọn Exit. Chứ còn nếu mà để 6 cá gặp Exit chắc toàn. Tầm này để 6 cá gặp Exit thì đi luôn đấy anh em ạ. Gặp là đi. Bây giờ tôi phải chuyển sang phe giờ tôi mới đánh được. Sợ phết đấy anh em ơi, căng thẳng ấy. Nói chung là không đơn giản đâu. Cái đoạn này nó hơi phức tạp. Tabu trận này cũng đen đen đấy anh em ạ. Mặc dù là tôi bảo là chơi 9 phe giờ, bây giờ là mạnh ra được tabu 2 sao cơ anh em ạ. Tabu 2 sao rồi cây 3 cơ, nhưng mà có được thế đâu. Lên được mỗi con phong vũ 2 sao ạ. Gánh từ lấy giờ luôn ấy. Ui vệ đen rồi anh em ơi. Hỏng ơi. Ây da. Hỏng ơi. Chết tôi rồi. May ấy. Nhây được một lúc. 21 màu ạ. Sợ thế nhờ. Ui bây giờ gặp Exit có đi luôn không? Bọn phe giờ này nó cũng không phải là cân được Exit đâu nhá. À, thật. Tabu lên được 2 này. Thôi dồn đồ cho Tabu thôi anh em ạ. Ui gặp thằng này hả? Chết rồi. Nó có vẻ như ý. Được không? Hay. Ui được quá nhờ. Được. Ui mày thế. Tabu cảnh anh em ạ. Sợ thật sự. Mày thế, lên được tabu 2 sao. Up lên 10 mới roll được ra con 4 đô 2 sao ấy. Nhưng mà chưa biết được thế nào đâu. Bây giờ cái sợ nhất là gì? Round sau không biết cả gặp ai ấy. Round sau mà gặp mết là toang, mà round sau mà gặp 9 Exit thì chắc cũng chưa chắc đã là sống. Bây giờ thích nhất là gặp cái thằng Gritter. Gritter vừa lấy gặp bóng thôi, tức là cũng chưa biết được. Anh em ạ. Chưa biết được đâu. Chúng ta mới gặp cái bóng chứ chúng ta chưa gặp cái bản chính, nên là không biết là có gặp lại hay không. Exit cùng đen 3 sao. Ác đấy. Với con cung đen 3 sao kia thì chắc là bắn 2 phát là chết một con. Bắn trượt thì nó chỉ trượt được phần nào thôi anh em ạ. Chắc chắn là nó sẽ không trượt. Với những cái con kiểu con Doom là nó bắn là chắc chắn nó trúng rồi. Bắn trúng Doom là gọi ra zombie là chắc chắn rồi đấy. Mấy con Wizard cũng thế. Chuyện này không biết có đủ lực về được về Witcher không đây này. Cây 3. Bây giờ tôi sợ chuyển sang Witcher đi luôn đấy. Mấy cái nhẫn này nhỉ. Để như này còn có cái mấy cái bóng ấy nó còn nhây được ấy. Còn chuyển sang Witcher mà Witcher kẹp với cả Feather đúng không? Witcher kẹp với Feather tôi sợ không chơi được nổi, không chơi nổi. Bây giờ thằng nào nó cũng lên được 11 rồi kìa. Trời ơi, hai thằng lên 11 rồi ạ. Hai thằng 9 mét lên được 11 rồi. Ui, gặp thằng này đi không? Cung đen blink luôn ạ.
bắn đau thật sự luôn ấy. Úi kìa, con tabu tôi chết rồi. Được không? Ui may quá anh em ơi. Tức là nếu mà gặp Exit thì chúng ta vẫn có thể chuyển sang Feather đánh được anh em ạ. Đối thủ chưa có cái chống lé thì vẫn chơi được. Càng quá nhở. Rao này có gặp mết không đấy? Rao này là chắc là gặp mết đấy anh em ạ. Chắc là không gặp Exit nữa đâu nhở. Vừa có thằng ra đi ấy, cái vấn đề là cứ mỗi lần mà có nhà ra đi thì kể cả chúng ta vừa mới gặp cái thằng Exit vừa rồi nhưng mà chưa chắc là không gặp lại đâu nhá. Có khi chuyển sang như này gặp lại Exit bay màu luôn đấy, vãi đái. Thì còn có 21 máu thôi. Đừng có gặp Exit nhá, đau tìm quá anh em ơi. May quá gặp thằng 9m anh em ạ. Rồi, thế là ok rồi. Ok, vậy round tiếp theo là sao? Sống nổi không đấy? Ui mẹ ơi, round tiếp theo nó sẽ là một trong hai thằng Greater hoặc là thằng Exit. Mà hai cái thằng này ấy, Greater thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải để là cá rồi anh em ạ. Để cá để phản đòn clear cho nhanh. Chứ còn bây giờ mà chuyển sang theo giờ có khi toang ấy. Khó nghĩ quá anh em ơi. Có khi nào gặp thằng Exit không nhỉ? Exit thì rõ ràng là chúng ta gặp ở hai round trước rồi đúng không? Round này chúng ta vẫn chưa gặp là cái thằng Greater ấy. Tỷ lệ gặp Greater có thể là 60%, 40% gặp Exit. Ui rồi ôi, anh em ơi sai lầm rồi. Nó là Exit đi rồi. Ui rồi ôi, mẹ ơi. Được không? Được không vậy? Được không? Ui anh em ơi đi rồi. À. Ui ui ui. Ui rồi ôi, có một máu ạ. Thế vẫn còn cơ hội anh em ạ. Vãi cứt ạ, đau tim thế nhở. Vẫn còn cơ hội sửa sai anh em ơi. Nhưng mà ấy, bây giờ thì sao? Bây giờ thì gặp thằng nào đây? Nào chưa gặp Exit rồi. Chúng ta sẽ không gặp Exit nữa. Rao này sẽ gặp một trong hai thằng Greater hoặc là thằng Lâm Rồng. Nhưng mà chắc là Greater thôi. 90% là Greater. Greater hay là Lâm Rồng thì đều để cá được thôi anh em ạ. Để cá được. Tôi nghĩ tôi sẽ không chuyển sang Feather đâu. Sang Feather là tự sát luôn đấy. Rồi gặp Greater. Ơ kìa. Cái gì kìa? Nó có bình minh. Ủa thôi chết tôi rồi. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Tôi nghĩ là được. Ui đánh chết con Tabu rồi. Nhưng mà vẫn có thể ăn được anh em ơi. Ui mẹ ơi. Thoát chết anh em ạ. Và đẩy đối thủ đi luôn. Quá tuyệt vời. Rồi còn 3 thằng mới khó này. Còn 3 thằng mới khó này. Round tiếp theo là bây giờ gặp thằng nào đây? Ui mẹ ơi, không biết gặp thằng nào luôn ấy. Căng quá anh em ạ, căng thẳng quá. Làm lại được cuộc đời không nhỉ? Chúng ta không thể mắc sai lầm được một lần nữa đâu. Một màu ấy đương nhiên rồi. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng cái top 3. Top 3. Thậm chí khó có thể được top 2. Nếu mà để như này thì nó sẽ có một cái. Đấy là chúng ta có thể gặp cái nhà 9m và chúng ta tiến cái thằng 9m đi luôn. Và giành vị trí top 2. Trong trường hợp mà tôi gặp thằng 9m. Linh hồn ánh sáng à. Bây giờ có khi lại phải lấy con này. Lấy con này tí chuyển anh em ạ. Linh hồn ánh sáng tiếp này. Thôi, không có Saman, sao miệng này nữa. Ui, linh hồn ánh sáng 2 sao à.
Linh hồn ánh sáng hay sao thôi, cho vào đó. Được. Nó sẽ có một combo giữa con Medusa và linh hồn ánh sáng. Vừa lấy là tôi chưa có con linh hồn ánh sáng 2 sao và Medusa 2 sao ấy. Bây giờ tôi có rồi. Nếu mà có một cái combo mạnh ấy, thì có thể là chúng ta sẽ cân được ấy. Bây giờ thì chỉ có 6 cá thôi, chứ Feather bây giờ cho vào thì chắc là cũng đi ấy. Không ăn được Exit tầm này ở đâu. Gặp Exit luôn ạ, à, đen ấy. Nhưng mà bên kia cái bóng của tôi nó gặp cái thằng 9m anh em ạ. Thằng 9m đi rồi. 9m đi luôn, đi trước đi. Tôi top 2 thôi. Rồi ok, top 2 rồi. Ơ kìa. Cái kiểu gì vậy? Top 1 luôn đấy hả? Trời ơi, ăn được luôn cả Exit anh em ạ. Vãi đái. Ồ, thế là hóa ra chiến thắng là do là kỹ năng à? Trời ơi, đánh hay thế nhở. Một mũi tên là coi như là double kill luôn. Quá tuyệt vời luôn. Không thể tin nổi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và là các thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Con Tôn Ngộ Không bây giờ nó xuống 4 tiền rồi. Và kết hợp với 6 Glacier 4 Metalist cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Một cái trận đấu mà phải nói là gay cấn và kịch tính đến giây phút cuối cùng. Rất căng thẳng. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ siêu đẻ Sivet kết hợp với Insectoid và cái áo long bào nó mạnh cỡ nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.